Ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại buổi diễn đàn, đoàn viên thanh niên huyện Tân Châu đã phát biểu nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, các nguồn vốn khởi nghiệp cho đoàn viên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, công tác hỗ trợ vốn tái hòa nhập cộng đồng. Các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Châu đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phát biểu cũng như những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, đồng thời bày tỏ mong muốn đoàn viên thanh niên huyện nhà không ngừng trau dồi đạo đức, lý tưởng, nâng cao sức khỏe, tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.